sò huyết, sò huyết Việt Nam các bạn ơi. Đây, sò huyết Việt Nam chính gốc luôn nha. Vô múc nữa đi anh ơi, múc nữa đi anh ơi, múc nữa đi anh ơi. Vô kích kích kích. Cua Cà Mau còn tươi các bạn ơi. 19 đồng, 99 một phao. Hai mươi mấy đồng phao. À, sống nè. Được con, mấy con dưới kia đen đen kìa, mấy con đen đen kìa. À, hello, xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình phải ăn tẩm bổ lâu thể. Bữa hôm nay mình mới đi mua mấy con cua Cà Mau. Con cua Cà Mau qua bên Mỹ các bạn ơi. Em ăn các bạn ơi. Bữa hôm nay các bạn thấy cua Cà Mau nó qua tới Mỹ nên nó cũng văn minh lịch sự hơn, nó không có cột dây nhiều bạn. Các bạn nhìn nè. Chắc biết cua Cà Mau không? Nè. Hả? Bằng tay luôn nè. Bây giờ mình sẽ đi luộc cua Cà Mau. Các bạn biết hồi xưa á. Hồi xưa đó, các bạn biết con cua Cà Mau này á ở bên Mỹ nó bán là 29 đô la các bạn. Cái lúc mà mình đi mua ở Florida nó 33 đô một phao bạn. Nè con gà đi. Bữa hôm nay nó bán có 17 đô la một phao. Nó rẻ gấp đôi luôn bạn. Nó rẻ gấp đôi luôn, các bạn nhìn nè. Bây giờ đi luộc ăn các bạn ha. Rồi, lại chơi lại xíu nha. Mà mày đi thấy đâu găm nhé. Chơi lại xíu. Ok các bạn ơi, bữa hôm nay là chủ yếu là múc ban thôi nha các bạn ha. Các bạn nhìn đây. Ôi. Đâu phải chỉ có ở Cà Mau mới có cua Cà Mau ăn các bạn. Bây giờ ở bên Mỹ, thấy không? Cua Cà Mau nè các bạn ơi. Hấp dẫn chưa? Cái này là cua Cà Mau chính gốc luôn nha các bạn. Nhìn nè. Bây giờ mình vớt nó ra đi. Thơm quá. Thơm quá các bạn ơi. Thơm quá các bạn ơi. Cua Cà Mau các bạn ơi. Cua Cà Mau nha. Các bạn nhìn nè. Đó. Chắc gạch lắm. Chắc gạch lắm. Chắc gạch lắm đó. Bây giờ mình để đây đi. Đổ hả? Ok các bạn ơi, trở lại chương trình cây nhà lá vườn, phải không? Cái này là cây nhà lá vườn thiệt nha các bạn, cua Cà Mau. Cua Cà Mau hồi xưa ở dưới quê là ra sau vườn là vớt thôi các bạn, không? Tại ở dưới Cà Mau mà. Xà, ồ đúng rồi, pizza bạn, chỉ pizza. Giỏi quá. Đồ kẹp cua. Rong biển. Cua con biết cái rau răm sao nhè các bạn. Các bạn nhìn rau răm nè. Ok. Rau. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ tương chấm hải sản, tương chấm hải sản vô đây. Rồi sau đó mình sẽ bỏ tương ớt vô nữa các bạn ơi, nhìn nè, đó. Rồi nha, vô nha. Cô đợi ba xíu nha. Xà. Chén nước xà đó các bạn ơi. À, ok các bạn ơi, vô nha. Vô đi ba. Đi con nè. Vô. Vô. Nhìn con nhỏ con uống được đâu. Bây giờ mình sẽ khui cái con cua Cà Mau bự này các bạn ha. À, cuối tuần thì chỉ có vậy thôi. Ở bên Mỹ mà được ăn cua Cà Mau là số 1 các bạn ạ, số 1. Rớt rồi. Wow. Wow, các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn nè.
Trời ơi, ta nói nó tuyệt vời, tuyệt vời. Nó ngon quá bạn ơi. Ờ, xè, ok, bây giờ xè ha. À, con mà sau này chắc nó trở thành YouTuber thiệt các bạn ơi. Vô quá không? Các bạn thấy cái con cua Cà Mau này á, nè nhìn là thịt nè, thịt ngon quá bạn ơi. Các bạn thấy qua bên bán cua Cà Mau qua bên Mỹ á, là họ phải cột, là phải cột ít dây lại các bạn, chứ không phải cột bừa bãi như mấy bà chợ bán đó các bạn ha. Cột gì mà quá trời dây. Đó. Con mình thích ăn pizza. Xà. Xà. Các bạn nhìn nè. Dạ. Ngon quá các bạn ơi. Dạo này mình làm mất băng thì mình phải hay bị cắt đoạn, tại vì lý do là con nó khóc các bạn ha. Đúng. Để mình cho con mình ăn cua cái này không. Rồi các bạn ơi, con nó chơi các bạn ơi, chơi. Con mình nó thích ăn pizza hơn này. Sao vậy? Nè uống nước, nước đi, uống nước đi. Uống nước rồi phải ăn pizza. Còn một món nữa con vợ nó đang làm sò huyết. Rồi bữa hôm nay đi chợ đó gặp toàn là đồ độc không bạn. Hồi xưa mà mấy cái này á, các bạn biết mấy năm trời nó không đem qua bạn, cái này là nhập từ Việt Nam qua nha các bạn nhé. Rất kèm, rất là chắc không. Mỗi lần mà mình nói là ẻ không, là mình phải đi kiểm tra nó các bạn ơi. Các bạn hay, giờ mình sẽ tiếp tục cái con cua mới đi các bạn ha. Các bạn ơi, sao tôi muốn lấy gì à. Các bạn nhìn nè. Muốn lên hả? Ok. Lên. Muốn lên đẹp không? Rồi. Đừng lên lấy ly không lên chơi. Hả? Lấy ly lên chơi nào, lấy ly lên chơi nào. Mai Uy. Uy ơi. Rồi lại đây. Nói gì? Chị. Đi này hả? Dạ mẹ. Dạ. Con muốn này phải không? Rồi quay về. Rồi quay về chơi với lấy đi. Còn 4 cái nữa nè. 1, 2, 3, 4. Sao? Không chịu hả? Ấm. Ấm đó nè. Trời chồng vô. Nó lòi mấy cái ly rượu các bạn. Vô cái bãi. Các bạn ơi, hàng độc nha, sò huyết nha các bạn. Túi rồi nha, chát. Chát ăn không?
Rồi, đây một con cua Cà Mau. Các bạn nhìn sầu huyết, bé con vô các bạn ơi. Hết sảy luôn, hết sảy. Để mình cua tiếp con này đi các bạn ha. Rồi quên này các bạn nhìn nè. Đó, cua Cà Mau chín gốc nè. Ủa gớt rồi. Gớt rồi. À, còn con này nè. Ô, con này bự quá các bạn. Các bạn nhìn nè. Đó. Con này cũng bự nè, hai con này là bự nhất nè. Ha. Cua nha. Wow, nhìn nè các bạn ơi. Nhìn nè các bạn. Cái này đúng rồi. Cái này đúng là gạch son luôn các bạn. Có bạn bị xà không? Hết rồi, sao môi con không? Đúng không? Nhưng mà cái này là cái này gọi là son nè các bạn, nhìn nè. Mình là son á. Ngon quá bạn ơi. Gạch nó dẻo dẻo. Mẹ nè. Nó là son. Các bạn biết không, cái lần này mình mua á nó chỉ có 17 đô la cho một bao thôi, nhưng mà thật ngon nha các bạn nha. Nhìn này gạch son luôn nha các bạn. Nhưng mà cái lần mà mình mua ở bên Florida đó, cái lần nó bao mấy đồng một bao mà nó bị chết nè. Yo. Yo. Ôi trời giỏi ta. Đồng, nhưng mà cái bữa đó là cũng để ở ngoài cái thùng mà đá đó các bạn, ở ngoài cua lờ đó, cho nên mấy con cua nó bị có hai con bị ương, nó bị ương ương các bạn, nó bị bung bủng. Nhưng mà con lần này là cái chợ này các bạn biết không, nó vừa đáp xuống á, nó vừa đáp xuống chợ là nó đăng lên mạng là có hàng về liền các bạn. Ngon quá. Con không ăn hả? Không, ăn đã kìa. Ngày mai để lấy một miếng, ngày mai nó hấu xong con. Bữa nay con mình nó chơi, nó ăn các bạn ơi. Nó con hoặc là bằm vô chiên với trứng con nè. Mà bữa là nó ăn á, mà bữa là nó ăn cua. Cái này là mình không có bỏ, cái này mình lát mình ăn sao các bạn ha. Các bạn là tụi mình bỏ nha. Để mình làm video cho đẹp phim á, cho nên mình ăn những cái phần nào nó hấp dẫn á. Ăn con sầu huyết không? Đâu đâm nhà chồng. Ăn được 3 đợt phải ăn được 3. Ăn đâu gặp nhà chồng phải ăn như vậy nè các bạn. Ăn to chồng á. Rồi lúc. Chắc quá. Ơi. Để như con một cái tay. Không sợ.
không sợ, không sợ. Ba này cái chợ bên tiểu bang mình nó rất thông minh các bạn, nó biết cái mặt hàng nào rất là hiếm nó đem về, nó đem sò huyết vậy các bạn, như là sò huyết nè. Các bạn nhìn con sò huyết rồi ô quá hả, ấm vô cái đi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn lúc nào cũng coi kênh mình nha. Nãy giờ mình còn nguyên một gỗ ra trên chép ở đây nha, mình chưa ăn nữa. Còn cua nữa nè, cua quá trời luôn. Cua. Bây giờ mình xin mạng phép mình mở thêm một con ghẹ đi các bạn ha. Cua. Con cua đi các bạn ơi. Trời ơi. Gạch nè, gạch nó ứ gạch luôn bạn ơi, nhìn nè. Vô. Trời ơi. Anh cầm con nào cũng chắc. Gạch nó phúng ra luôn bạn, gạch nó phúng luôn. Nhưng mà chỉ có con hồi nãy là gạch son các bạn. Gạch son nó dẻo ăn ngon các bạn ơi. Chuẩn bể gì con? Có bằng ăn pizza nữa không? Gớt. Gớt. Nè cho pizza nè. Ba lượm ngồi 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 ngồi. Rồi bạn ở đây ha. Baby. Ok các bạn ơi, trời ơi. Baby. Các bạn nhìn nè, cua nè. Baby. Mi nè con cua không? Mẹ nè, có ăn không? Ngon không? Ngon nha. Đây, ôi nhẹ nhẹ nha, nhẹ nhẹ. Mầm giỏi lắm. Nó được tự cho con ăn nha. Bé nha. Nè con. Mầm. Ngon quá. Mi ăn tương cơm chắc tương mà con. Mình nó thấy mình ăn cái nó ngồi ra ăn theo các bạn, cho nên nó cái gì nó cũng đi ăn hết chứ bạn. Giỏi lắm. Vô các bạn ha. Ăn cua là phải ăn dĩa á, ngon. Trốn vô không? Trốn. Trốn đi đâu? Cuốn một con hết trò chơi, hết trò chơi. Nè con. Nè con, mẹ cho nè. Tính gà đó, các bạn biết không? Tính gà nha. Chá ơi. Cái cua này á. Nè con, cua này là 2 triệu Việt Nam. Cua này 2 triệu Việt Nam. Cái sò huyết này là tầm 1 triệu. Nếu mà tính theo cái tỷ giá mà ở Nha Trang hay là Đà Lạt, những ở những khu du lịch đó. Cái này còn ngoài Kiên mớm nha. Các bạn biết không? Giống như mình đi xuống Đà Lạt hay Nha Trang hay Vũng Tàu đó, thì 1 ký này á, 1 ký này tầm ngon không? 500 trăm mấy ngàn các bạn. Sò huyết á, sò huyết không biết bây giờ nhiêu nữa. Hồi xưa mình đi á, cái tuổi mà bán ở Vũng Tàu nó bán cho mình được 1 ký sò huyết là 200 ngàn 1 ký, thì mình mua tầm 3 ký là tầm cỡ 600 ngàn. Thì cái này mình cũng mua, nếu mà tính ra tiền đó cũng cỡ đó các bạn. Nhưng mà nó qua tới Mỹ thì cũng ok. Còn cái cua cà mau hình như là 700-700 ngàn ký bạn. 700 ngàn ký thì ở bên đây mình mua cũng cỡ đó bạn, cũng
triệu. Nếu tính tính ra từ ở bên Mỹ thì cũng như nhau các bạn ha. Các bạn biết là từ Cà Mau mà nó trở lên Sài Gòn á, mà nó tính các bạn 700.000 rồi. Đây từ Cà Mau mà nó bay qua Mỹ nó tính các bạn 1 triệu một ký thì cũng cũng không mắc. Coi nhìn nè, xuống hả? Ok, xuống đi, chơi em đi. Nè, bây giờ cho iPad nè. Năm sao rồi, năm sao chết nó có em để chơi nó rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn, các bạn nhìn con cô nè. Nhìn cô nè. Bây giờ mình mở con cua này ra. Ô, trời ơi. Các bạn ơi. Gạch son nữa các bạn ơi. Chắc chắc. Chát cái chén nó nó mới nói nhiều thứ lắm rồi. Coi nhìn nè, gạch ha. Hết biết. Nhà nhân lì cái gì cũng hết nhưng mà bia là không hết nha các bạn. So quyết. So quyết thì các bạn thấy quá nhiều rồi. Ok các bạn ơi, cua Cà Mau nè, đặc sản. Đặc sản Cà Mau đã qua tới Mỹ nha. Các bạn biết hồi bữa mình đi ăn review cái cua Cà Mau của Vua Cua đó, các bạn thấy không? Giống như một cái hộp đó, đó là một con cua Cà Mau, nhưng mà con cua Cà Mau đó nhìn đó nó không có được nhiều gạch như con cua này các bạn. Giống như các bạn thấy mình mở con cua này ra này, cái con này cua tươi các bạn nha, nhìn gạch không nào. Đó. Đó, các bạn nhìn nè. Chép giờ nó ghiền phim rồi. Cua đi chắc. Cái bộ. Nãy mình chưa có thời gian đi ăn mấy cái kèm. Tại vì bây giờ mình đang ghiền cạch cua. Đi làm về mà ăn đồ ngon rất là phê. Ngon hả? Ngon hay ha. Mày mày cho em biết mày mày lọt cho anh. Mày mày chín chín à. Ồ. Đạo quá các bạn ơi. Con ăn cũng được như vậy. Ừ. Để ăn được cái nào hết. Đang tối rồi. Đang gần 1 phút pizza luôn các bạn. Con mình đang ăn bánh mì nhưng mà nó ăn cái phần mềm ở trên mà nó không ăn cái phần cứng các bạn. Thì cái gì? Để bên nào. Mình chắc mình không ăn nổi hết cái cua này các bạn ơi. Để mình ăn hết cái cua này xong rồi mình cúp máy để mình đưa con mình đi ngủ các bạn ha. Đuôi bây giờ nó lật dữ lắm các bạn. Nó bò tuốt như kia là nó quành lại rồi. Cho nó đi tiếp nó bé. Hay mà coi đi. Chân đi nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Con xảo hốt chép chép ở trên. Hơi sót ở trên. Con cho đẻ. Còn giờ mình thì nó thích ăn cái con chim chép màu đen. Mình thì mình cũng ăn cho vui thôi chứ mình không thích con chim chép màu đen cho lắm. Các bạn nhìn gạch cua nè. Ôi.
Nó tự dắt cái ghét không? Dắt. Đạo quá các bạn ơi. Đợi mẹ xíu nha. Tê ơi kìa. Đạo quá. Đi làm về mà được ăn đồ ăn ngon thì sướng lắm. Bây giờ mình gom vào đây. Thấy không? Bây giờ mình tiếp tục ăn. Ô cái càng, các bạn nhìn cái càng. Đây mình ăn cái càng này xong rồi mình kết thúc video các bạn ha. Hồi xưa còn nhỏ là chỉ thích ăn cái càng cua thôi các bạn. Nó bại hết rồi, trông dở. Ủa cái càng bự quá các bạn ơi. Đây rồi. Wow, nên là thịt không à? Thịt ngọt quá. Nó càng không? Nó thịt ngọt không? Vô thịt vô cô á. À. Chủ yếu cái sốt chứ thịt cũng không nhiều. Đúng rồi. Tại vì các bạn biết không? Khi mà mình mua cái những cái con cua của Yuku á. Mình không được lựa bạn tại vì họ đã chế biến sẵn rồi. Mình không biết được con cua nó ra thế nào. Cho nên mình về mình ăn á thì ăn được ăn một nước sốt thôi. Nó không có nhiều gặp như cái này. Nếu như ok, nếu như mình có lựa chọn thì mình dẫn mua cua Cà Mau tươi để ăn các bạn ha. Đây mẹ cho con, đây mẹ cho con ăn. Hai bạn OK các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Rồi hôm nay là chỉ ăn cua để tẩm bổ thôi chứ không có ra làm gì nhiều các bạn ha. Ngày mai mình sẽ làm tục video cho bạn coi. Quăng nữa không? OK. Chứ bây giờ. Tụi nó khóc quá rồi. Tụi nó khóc quá các bạn cũng không làm video được. Tạm biệt các bạn nha. Ok, mấy mày nghe rồi. Nói mày lại liền. Ok, bây giờ chắc đi ngủ ha. Hết vậy. Ok, mấy mày lại liền.